Conan đã tiến hóa theo thời gian như thế nào? Trong những tập truyện Conan ra mắt vào năm 1999, chiếc điện thoại được sử dụng trong truyện vẫn còn là điện thoại bàn, thì đến năm 2007 đã là điện thoại gập, sang đến năm 2014 thì là điện thoại smartphone. Gần đây nhất trong truyện đã xuất hiện iPhone 13 và Lightring thường được sử dụng để quay TikTok. Ở ngoài đời, chúng ta phải trải qua hơn 20 năm để có sự thay đổi về công nghệ, thì trong manga Conan, sự thay đổi đó chỉ diễn ra trong khoảng 6 tháng.